Chào mọi người. Mọi người hôm nay thì mình sẽ có một đôi lời để giới thiệu về bản thân của mình. Thực ra thì từ năm ngoái giờ thì mình làm YouTube thì cũng được nửa năm. Nhưng mà mình chưa có video nào để giới thiệu về bản thân cũng như gia đình cũng như cuộc sống của mình hiện tại làm gì á. Thì cái video này thì mình sẽ giới thiệu một chút về mình. Tại vì cũng có một số bạn hỏi là bạn ở đâu, làm gì, như nào đấy. Thì nhân tiện thời gian này thì mình cũng có một chút việc, cũng chưa ra các cái video mới được. Thì hôm nay mình làm cái video này sẽ nói rõ hơn về cuộc sống của mình hiện tại như nào. Hiện tại mình là tên thật của mình là Bình. Mình tên Bình nhá mọi người. Còn cái Facebook của mình tên là Bình Nhi. Thì ngày xưa là mình lấy thêm tên của con gái lớn của mình á, là giữ cái Facebook Bình Nhi là từ ngày xưa đến giờ. Cũng đổi một hai lần thôi nhưng vẫn giữ cái tên Bình Nhi. Còn hiện tại mình thì cũng tuổi của mình thì cũng lưng chừng, già không già mà trẻ cũng không trẻ nữa. Nguyên do từ đâu là mình bắt đầu làm YouTube. Nói thật với mọi người là ngày xưa thì mình cũng có thích làm YouTube, nhưng mà cái thời trước thì mình cũng làm việc nhiều, cho nên là cũng không có thời gian để mà làm YouTube. Thì kể đầu đuôi ngọn ngành là bắt đầu từ YouTube là từ năm ngoái. Thì mình ở nước ngoài về á, thì cũng tham gia buôn bán làm ăn, là chứng là tham gia một chút về bất động sản. Nhưng mà sau này thì từ đợt hè năm ngoái là bất động sản bắt đầu im ắng dần, thì mình cũng rất là rảnh, rất là nhiều thời gian, cho nên là mình không biết làm gì cả. Nói thật là mình cũng có con nhỏ nhưng mà cũng rảnh rất nhiều thời gian, cho nên là mình lên mạng tìm hiểu trên YouTube về cái cách làm YouTube như nào, thì mình cũng học theo, mình làm. Mục đích của mình không phải là để kiếm tiền, tại vì thực sự là kiếm tiền trên YouTube là rất là khó nhá mọi người. Phải cần rất là nhiều người đăng ký, mất bao nhiêu thời gian, có rất là nhiều thời gian xem á. Thì lúc đấy mình bật được nút kiếm tiền, và bật nút kiếm tiền xong rồi mà để mà kiếm được tiền của YouTube cũng khó nhá mọi người. Cho nên là mình muốn lưu giữ cái khoảng khắc cuộc sống của mình xoay quanh mình diễn ra như thế nào. Tại vì ngoài chăm con thì mình cũng không tham gia làm gì nữa, tại vì mình cũng nói ở đoạn trước đấy, cho nên là mình cũng rảnh thời gian là cũng mày mò học tập để làm cho vui, lưu giữ cả cái khoảng khắc của gia đình mình, cái khoảng khắc mà với bạn bè anh em, với là những cái khoảng khắc ở trong cuộc sống nó diễn ra quanh mình như thế nào. Ngày xưa cái năm hơn 20 tuổi thì mình cũng đã đi lao động Đài Loan 3 năm. Đấy. Thì sau này về lấy chồng sinh con, sau rồi lại mình lại đi làm việc ở Hàn Quốc 7 năm. Thì 3 năm trước mình về sinh em bé. Cho nên là ở nhà chăm con rồi làm cho vui thôi mọi người ạ. Đấy. Thì cuộc sống ngày xưa ở bên Hàn Quốc là mình cũng có ý định để làm YouTube. À, tại vì nếu mà ngày xưa ở bên này làm YouTube thì ngày xưa là bắt đầu làm YouTube là rất là dễ. Cái lượng người làm YouTube là chưa nhiều như bây giờ người Việt Nam mình á. Cái thời gian bên đấy thì nếu mà mình làm YouTube đó thì sẽ có cái nhiều cái cơ hội để quảng bá những cái chỗ mình sinh sống làm việc, rồi những cái nơi đi chơi các thứ, thì này nó sẽ thu hút được cái nhiều cái lượng khán giả xem hơn. Nhưng mà cái thời đấy thì mình nói thật là mình cũng đi làm ở trong xưởng thì cũng rất là nhiều việc, cho nên là cái thời gian để dành ra làm YouTube thì không có, không thích từ đấy. Nhưng mà sau này thì cứ thấy trôi đi, thì về Việt Nam thì mình cũng sinh em bé rồi đi làm kinh, thì cũng không khỏi định làm nữa. Nhưng mà từ hè năm ngoái thì là bắt đầu là mình lại rảnh nên mình làm. Thì rất may là trong thời gian mình làm thì cũng mới đấy thôi, thì mình đã bật được nút kiếm tiền. Nhưng mà để mà cái lượng thu nhập của mình rất là nhỏ, rất là ít thôi. Tại vì ăn được tiền YouTube là cũng dễ đâu mọi người ạ.
thời gian tới thì mình sẽ tìm tòi khám phá những cái điều mới mẻ để quay những cái vlog ok chất lượng hơn về cuộc sống thì để gửi tới mọi người. Mình cũng giới thiệu với mọi người là gia đình mình là gồm 4 thành viên. Chồng mình hiện tại là vẫn đang ở Hàn Quốc. Tại vì ngày xưa mình với chồng mình đi Hàn Quốc thì mình về trước chồng mình để thứ nhất là chăm lo cho con gái lớn để sinh em bé tiếp theo. Còn chồng mình thì mùa hè tới sẽ về nhé mọi người. Thì mình 4 thành viên, con gái lớn đầu tiên của mình thì năm nay đã 14 tuổi. Còn bé thứ hai là năm nay được 2 tuổi rưỡi rồi mọi người nhé. Mình từng đấy thôi, tại vì những cái video của mình quay ấy, thì chỉ có thấy mỗi ba mẹ con thôi. Thì cũng có người hỏi là tại sao ba mẹ con ấy. Thì mình cũng nói luôn là chồng mình hiện tại đang ở Hàn Quốc. Mùa hè này về thì chắc chắn chồng mình sẽ có mặt trong những cái vlog, cái video mình quay. Cho nên là mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Hiện tại mình cũng nói để giới thiệu với mọi người là hiện tại mình, cả nhà mình đang ở tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An các mọi người. Cho nên cái giọng nói của mình nói ra thì cũng có người hiểu, nhưng mà cũng có một vài nơi người ta không hiểu, nhưng mà nghe quen thì sẽ hiểu nhau mọi người. Cái giọng ở Cửa Lò nhà mình là cũng thuộc dân Nghệ An, nhưng mà là nói dễ nghe nhất rồi đấy. Là cũng Sáu Vinh thì đến Cửa Lò thì cũng nói giọng là cũng dễ nghe. Còn đi các cái vùng núi á, phía bên núi của Nghệ An á, thì họ nói rất là khó nghe nhá mọi người. Đấy, hiện tại cuộc sống của mình vậy thôi. Thì bây giờ là sau nửa năm làm YouTube thì nói chung mình cũng có một lượng khán giả nhỏ nhỏ. Mình cũng không mong cầu nổi tiếng, nhưng mà được có nhiều người xem, nhiều người theo dõi thì mình cũng rất là vui. Là tại vì là mình làm video ra ngoài là để cho bản thân mình lưu giữ cái khoảnh khắc của gia đình mình, thì cũng muốn có một cái lượng người theo dõi nhất định để mình làm video nó có động lực hơn. Tất nhiên là lúc mình làm video thì cũng nhờ đến tất những người quen biết, bạn bè, anh em, là nhờ mọi người đăng ký. Nhưng dần dần thì cái video của mình cũng có đề xuất thì cũng được là những người ở các nơi cũng người ta cũng đăng ký. Tí là chưa nhiều, nhưng mà cũng có một lượng nhỏ để theo dõi đăng ký của video của mình. Thì cái video này thì mình chỉ nói quá những cái vấn đề như thế thôi. Hiện tại là rất là mong được tất cả mọi người ủng hộ, theo dõi, đăng ký để ủng hộ ba mẹ con mình nhé mọi người. Thì sau này thì khoảng tầm giữa hè hoặc là cuối hè chồng mình về thì mình sẽ có thêm nhiều thời gian để lên ý tưởng, để khám phá những chỗ du lịch hấp dẫn, rồi sẽ cho ra những vlog chất lượng hay hơn. Rất là mong được mọi người ủng hộ, theo dõi, đăng ký cho ba mẹ con mình nhé mọi người. Thì hiện tại bây giờ là hai bé đã đi học, nên là cũng không có mặt ở nhà để giới thiệu hai bé đến mọi người. Bé út thì chắc là mọi người xem video cũng đã nhìn thấy rất là nhiều. Bé lớn nhà mình thì không chịu vào video mọi người. Bé lớn thì năm nay học lớp 8 rồi, cho nên cũng sợ vào video của mẹ thì các bạn nhìn thấy rồi là các bạn trêu cười. Chỉ có khi nào cùng bất đắc dĩ đi ăn cả nhà, mẹ để mẹ quay xa xa là chỉ có thể mặt ra xa xa đó. Còn bây giờ mà gọi nàng để lại ngồi nói chuyện các thứ thì là nàng tám không chịu lại nhé mọi người. Con gái lớn của mình thì có cái đặc biệt là rất là có năng khiếu về nghệ thuật. Cháu đàn, hát, nhảy, tất về nghệ thuật là cháu đều ok. Nhưng mà là cháu chỉ có khi nào có chương trình thì người ta mời thì cháu đi thôi. Nhưng mà lại để ngồi trước máy quay mà ngồi nói chuyện với mẹ hoặc là mẹ con cùng ăn cơm để nói chuyện đó, thì nàng tám là không tự nhiên không ngại không dám nói nhá mọi người. Đấy thì mình cũng gửi đôi lời để mọi người hiểu thêm về mình á. Thì trong video này thì có bạn bè nào cùng xem cái video này
sau này có cơ hội đi du lịch ở Cờ Lò thì mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nhé mọi người. Một lúc nữa thì ở dưới cái phần mô tả mình sẽ để cái số điện thoại của mình, cái link Facebook của mình. Cái video tiếp theo mình sẽ review về một cái quán cà phê mới mở ở Cờ Lò mình mọi người. Mình nghe nói là quả cà phê này làm theo mô hình của Đà Lạt, cái khung cảnh của Đà Lạt á, thì nói chung là nó không được rộng lớn đâu mọi người, cũng gọi là lớn hơn cái quán cà phê bình thường thôi, nhưng mà mình nghe mọi người bảo là rất là đẹp. Thì sắp tới mình sẽ đến sẽ review quán cà phê, sẽ thức uống trong đấy như thế nào, giá cả như thế nào và cái không gian cà phê như thế nào nhé mọi người. Thì mình sẽ gửi tới mọi người, rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người nhé mọi người. Video này mình sẽ kết thúc tại đây, hẹn gặp lại mọi người, bye bye.